Chào mừng mọi người đã đến với buổi quay thử xổ số miền Nam hôm nay, thứ bảy ngày 16 tháng 11 năm 2024. Chúc mọi người một ngày mới phát tài phát lộc. Mọi người xem kênh này nhớ like, chia sẻ, đăng ký để ủng hộ cho kênh. Giải 8 thành phố 12, giải 8 Long An 57, giải 8 Bình Phước 13, giải 8 Hậu Giang 43 và bao gồm các giải 7, giải 6, giải 5, giải 4, giải 3, giải 2, giải nhất và giải đặc biệt. Mời mọi người tiếp tục theo dõi buổi quay thử xổ số miền Nam hôm nay. Thank you.
giải đặc biệt thành phố 230438, giải đặc biệt Long An 330014, giải đặc biệt Bình Phước 971484, giải đặc biệt Hậu Giang 443952. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những buổi quay thử sổ số miền Nam lần sau.